Vâng, thưa quý vị và các bạn, ở trên màn hình của quý vị và các bạn đang nhìn thấy là một cây xi búp hồng rất là đẹp. Và cây xi búp hồng thì chủ nhân cũ của nó là cái anh hiện tại là đây, anh Sơn, mặc áo đen, đội mũ đen là chủ nhân mới của cây xi búp hồng này. Và chúng tôi vừa sang tay cây xi búp hồng này với giá là 2,5 triệu. Và bây giờ anh Sơn anh ấy lúc nào cháu đội mới luôn bước là cắt tỉa cây tại chỗ luôn. Và, quý vị. Cắt đi cho nó nhìn cây rõ cây, lý do nó cắt được rồi, có nhiều lý do phải cắt lá. Cắt luôn, cắt luôn. Cắt qua qua mắt. Con này là đẳng cấp rồi, đồ chơi. Anh chỉ đá bắc linh con này nó cũng là xứng đáng. Đồ chơi chơi. Chơi luôn. Đây đây kéo vào cắt hoặc là anh về anh lấy cưa cưa sắt này. Con này cũng hồn đồ em, con này mấy cả thì mấy cổ đông rồi. Cắt ngay, không cho tao cắt phát nào. Không cho tiếp cắt. Để cái lá cho cắt. Xem bây giờ xem muốn cho ăn đụng thì anh em ăn đụng. Chỗ nhà lốt thì cái chân. Chỗ nhà bây giờ phải ăn đụng. Chỗ nhà lốt đây đây không phải gì. Rồi, chỗ này, chỗ này, chỗ này. Đấy, cắt hẳn đi. Lấy cái kéo to, lấy cái kéo to, lấy kéo to. Cái đây không phải mầm. Hai cái đấy cắt hết đi. Hỏi có mang cưa đi không? Thôi cưa nó bẩn. Mang cả cặp vào đây đi. Ôi nhìn trông bẩn lắm. Bẩn đi kệ chứ. Đấy đấy, trong cái đi. Nó sạch. Cái 5 triệu. Mất rồi đấy. 26 triệu. 25 triệu 500. Cái chỗ triệu rồi. Con này lại rồi về em yên. Mua rồi được anh, rộng lại 2 triệu đấy bạn ạ. Chỗ bao nhiêu? 2 triệu đấy. Cho cái cây quá thẻ. Người nhà cũng 2 triệu. Con này chỗ đá này, bả đá này thì 2 triệu rồi. Ai? Nhưng người nhà. 2 triệu. Bả đá này. Cái này. Bây giờ không làm nữa rồi, bây giờ chú nó có làm rồi. Người nhà hay làm cái nền cắt cả trái đấy mà bắt tay cây này. Chứ bắt tay cây đấy, nhớ xùi xấu bó mẹ ai được. Xùi. Anh luôn bắt tay. Nhìn cóc rồi. Nhìn cóc rồi trời. Như quý vị thấy thì các anh ấy đang cùng nhau hỗ trợ anh Sơn để cắt tỉa cây xi búp hồng mà anh Sơn mới mua được. Vâng, hội thì đang rất là sôi động. Và như quý vị thấy thì rất nhiều tay nghề cao thủ đang ngồi đây. Chuyên chơi đam hương mà dám trả 1 triệu. À là chuyên chán này. Đấy, thằng nào mang 2 cây đam hương toàn trước anh chẳng cho mày 2 cây 500. Đấy 2 cây 500 bán rồi. 2 cây đúng bằng rồi. Bảo đấy. Mặt chính đây hả anh? Mặt chính đấy. Mặt chính đẹp quá. Ôi tỏ. Do tao lấy 2 cây đâu. Anh bán cho 1 triệu. Anh bán cho 1 triệu. Điện thoại rồi đúng không? Đẹp luôn. Hai mặt đây. Cái này quay được kỹ rồi nhá. Nó phải đẹp mà. Không, con này đẹp. Con này theo em tính toán thì về yên thì khoảng 90% rồi. Nó giá là đâu ấy. Ồ. Đấy, có bóng điện cái nhìn trông nhẹ ủi. Yên nó bắt con này nó thành một đôi đẹp đấy. Đôi vừa vừa đều. Dạ. Em quay. Em quay vừa chạy máy đấy. Không đẹp mà xứng đáng mà. Đây là tròn đúng không? Một tay to hơn hồ thì 4-5 chục nó có lượng một tay tay đôi rồi. Em báo cáo anh là toàn cổ đông không? Cái này là có 2 cổ đông rồi. 2 cổ đông. 2 cổ đông. Anh nữa 3 cổ đông thôi. Quan trọng gì này? Đấy thì anh phải đi khác làm gì? 3 người trông nhiều quá cây nó nát. Mình thích cây này thật. Thấy. Gần như không sẹo. Quá nhầm. Đây là cái ngắn này. Mà con này chuẩn nét luôn, nhất cái người luôn. Con này khó ra khỏi nhà anh Sơn đâu. Con này khó. Con này. Này. Sao đây? Anh Hải ơi, anh quay mặt kia ra đây cho em với bên này có đủ ánh sáng, bên kia hơi thiếu ánh sáng một chút.
Vâng, quý vị có thể quan sát thấy mặt trước, mặt chính của cây si rất là đẹp. Với giá thì rất cực kỳ phải chăng, 25.500.000 đồng. Báo giá thế này sao anh Sơn không báo được lại nữa? Báo luôn cho anh đi. 35 cổ. Không, 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 không chưa bán, chỉ nói là giá mua thôi. Vâng. Giao dịch thực tế nhá, không phải... Không úp mà. Đẹp quá nhỉ. Đồ chơi, đồ chơi. Chơi chơi đúng gì? Bác Sơn Việt Nam cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành, luôn ủng hộ chúng tôi. Hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi để chúng tôi có thêm động lực đi quay video về cây, về các cuộc giao dịch của bonsai và bán thêm nhiều chậu, có chương trình khuyến mại thêm về các mẫu chậu gửi tặng quý vị và các bạn nhé. Và vâng ạ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Xin chào. Mời cái này, bỏ qua đây, đây nó đẹp đây này, cắt này đây này, để một đây cắt cái đầu đi này, thôi 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 nó dính quá, lấy đi mầm lên thôi, rồi cắt xéo này đi, bỏ cái mầm đi, không như này này, thôi em là cắt này đi, bắt được để cái mầm này thôi, đừng rồi đợi đây, ok ok, xong sau anh Sơn về xử lý nốt thì tốt là này, con này anh Sơn về nhất chào bạn em, để nguyên đấy cho chất châu.